Pháp TV xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà Dạ, lúc chào cả nhà. này. Như là mình hứa nha, kênh YouTube Pháp TV mình làm về chủ đề pizza đó và được những giải thưởng như gạo với mì cả nhà. Mình hứa cả nhà sẽ đi tặng cho những bà con nghèo, những hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm gầy mình có nói mình dồn mấy clip lại rằng mình đi hỗ trợ cho bà Út nè cả nhà. Trước mắt cả nhà là căn nhà hôm gầy bà Út đang cắt cả nhà. Và bữa nay mới xong nha. Rồi mình dồn mấy clip lại là cũng được 5 clip. Thì hồi mình quay cận cảnh nhà của Út hôm ngày cắt có gì cho cái nhà xem, rồi nó Út với mình sẽ ngồi lại để nó đọc tên những cái phần thưởng đó cho cái nhà xem, rồi mình hỗ trợ cho Út một mớ nữa nha cả nhà. Bây giờ theo Út với mình đi vô nhà Út, mình tham quan căn nhà của Út hôm ngày đã cắt cho cái nhà xem cả nhà. Mình cũng tính đi vô cho cái nhà xem cái nhà cả nhà, mà ở trong bên trong cái máy quay của mình nó không được ánh sáng, nó không đủ sáng cả nhà, rồi cũng mình thấy cái hình ảnh cũng không được đẹp cả nhà. Rồi để mình đặt, mình quay vòng vòng nhà xung quanh ở ngoài gì nó có đủ ánh sáng nè, rồi mình đặt cái quay nữa, rồi mình sẽ trao số tiền tặng cho Út nha cả nhà. Rồi mình đi ở nhà xung quanh nhà Út. Tổng ngày cái nhà này mình cắt bao nhiêu ngày Út? 4-5 ngày mà như nó làm cũng không có được suốt ngày, nó làm buổi buổi gì đó. Dạ. À, thì nó mắc đi làm đó, rồi dạ. Nó đâu có làm được tối ngày đâu. Dạ. Là không kể chi phí Út là cắt cái nhà này bao nhiêu đó tiền như Út? Như cái nhà riêng, cái nhà thì mua riêng phải không? Dạ. Còn Út mượn ở đây là có nghĩa là 3 triệu nữa đó. Dạ. Ừ. Cái Út này là mình có làm hai tập trước nha cả nhà, là phần 1 chứ phần 2 mình có Út ở đậu cái kho phân của người ta đó, rồi mới là giờ người ta lấy lợi rồi, thì mình làm phần 1 phần 2 mình tặng gạo với mì ở đó cả nhà. Rồi bữa nay mình lại tặng tiếp cho Út hỗ trợ phần cắt nhà mà không phải chỗ đó nha cả nhà. Thì giờ ở đây cũng ở đậu cái này nền quá ở của đậu người ta ở đậu đây luôn, ở đậu của cái 2X này. Út. Dạ. Rồi Út có tâm sự với mình thì mình thấy vậy mình làm tặng tiếp cái phần 3 cho Út, những cái phần quà đang hỗ trợ phần nào đó đang cho Út có căn nhà đang che nắng che mưa, đang mới tiếp tục công việc làm hàng ngày của Út nữa. Út ở có mình một cái nhà, không có con cái gì cho cái nhà, cũng không có chồng nữa cái nhà, rồi ở căn nhà gì. Rồi mình hứa Út nói Út đợi con đi làm vài clip thì con sẽ vô hỗ trợ cho Út. Thì bữa nay mình vô thì mình quay vòng vòng sơ sơ ở ngoài cái nhà, vô trong thì hình ảnh nãy giờ mình cũng nói rồi không được sáng cái nhà. Cái nhà này mà nó chiều dài nó. Chiều dài nó bao nhiêu mét nè Út? Không biết mấy mét nữa, không biết chắc cũng 4-5 mét chỉ vậy. Dạ, nhà. Thì tốt sao? Con cũng có toàn cũ toàn mới nữa nha. Ờ, toàn cũ toàn mới, không có toàn mới không, cũ đồ này kia nữa. Bây giờ mình đặt cái quay rồi mình ngồi nói chuyện với Út chút nha cả nhà. Mình cho rồi bây giờ bây giờ mình cũng quay vòng vòng nhà của Út cho cả nhà xem đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ đọc những cái tên mà những cái set pizza mà ông bà cô chú anh chị em đã có tên trong danh sách này cả nhà. Từ mình đọc làm có đầu đuôi cho cả nhà dễ hiểu nha. Rồi từ set 1 tới set thứ 5. Là set 1 là Chiều và Nhật đã thắng nha cả nhà. Set 2 Chúc Dư Pháp là mình đó cả nhà cũng thắng là 2 set. Set thứ 3 Chúc và Linh thắng là 3 set nha cả nhà. Set thứ 4 là Chiều với Nhật thắng nữa là 4 set. Set thứ 5 là hôm nay đó cả nhà, là Chúc với Nhật thắng là 5 set nha cả nhà. Là 5 set đó là mình đổi ra tiền cả nhà là được khoảng 800 ngàn cả nhà. Thường mình mua phần quà khoảng 100 mấy gần 200 ngàn đó nha, mà 5 phần 5 set đó là khoảng 800 ngàn cho mình thay mặt những người mà có tên trong cái danh sách mình làm cái danh sách gì nè cho nó dễ hiểu, cho con thay mặt ông bà cô chú anh chị em tới giao lưu với kênh của mình mới có được những phần thưởng gì. Vậy mình mới có mình mới được đi có phần thưởng đi tặng cho những bà con nghèo, những hoàn cảnh khó khăn. Cho mình thay mặt cảm ơn ông bà cô chú anh chị em rất là nhiều luôn. Rồi với 800 ngàn đó nãy giờ mình có nói đó nha, 5 phần. Rồi với mình tặng thêm chút là 2,2 triệu nữa nha, là 3 triệu. Như Út có tâm sự với mình là nói chi phí để mua thiết với vòng vòng ở trong nhà đó là khoảng 3 triệu nữa nha, để mình sắp xếp những cái set đấu đó đó. Thì được bao nhiêu tiền thì mình hỗ trợ nữa là cho nó tròn 3 triệu. Thì bữa nay con gửi số tiền này cho Út nhận giùm con nha Út. Nhận con 3 triệu thì trả tiền đồ không gầy Út nó chi phí nhà cửa đó.
Út nhận coi Út. Kìa Út về Út nhận cái phần số tiền này rồi Út có vậy thì muốn gửi lời cảm ơn với con mọi cảm ơn con ha. Dạ. Cũng như là con làm được cho Út như vậy con Út cũng cảm ơn con. Dạ. Rồi cảm ơn trên kênh con hay đi. Cảm ơn mọi người. Dạ. Suốt thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ kênh mình cái này. Út cũng lâu lâu lên clip cũng không có gì để nói, không có nói cũng không suôn sẻ gì cái vậy. Mọi người cũng thông cảm giùm đồ này kia vậy đó. Dạ. Thì mình nói Út là cũng có cái chỗ che nắng che mưa cho Út rồi. À giờ mình cũng trao số tiền cho Út. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị em suốt thời gian qua đã ủng hộ kênh mình mới có ngày hôm nay. Chúc cả nhà ngày mới xem clip vui vẻ bên gia đình và người thân và có thật nhiều sức khỏe. Và bây giờ cũng chia sẻ cái hoàn cảnh nhà các nhà của mấy ngày nay là Út mới xong đó cả nhà. Thôi bây giờ cho Út với mình kết thúc clip tại đây nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà clip sau. Bye bye cả nhà quay. Bye bye. Bye, bye.